Nghiễm thuận sắc mặt âm trầm, tâm tình của hắn cũng từ từ ổn định lại, cảm giác phẫn nộ cũng từ từ tiêu tán, nhìn mọi người vội vội vàng vàng, tâm tư bắt đầu bỏ. Công chúa điện hạ, không cần khổ sở, chủ mẫu đại nhân vô cùng phẫn nộ rồi. Xin lỗi, muốn ta thông chi phụ hoàng việc này, ta thực sự làm không được. Thủy tiên có chút sụt sùi khóc lóc, gương mặt bất lực và điềm đạm đáng yêu. Nghiễm thuận nhẹ nhàng nuốt xuống một chút, tư nhuận ít hầu khô khóc của mình, nói công chúa nhân tâm trách không được ngươi việc này đông hải có thể tự mình thu xếp thủy tiên thấp thỏm bất an trong lòng cẩn thận hỏi nếu là bắt được lý vân tiêu cũng không thể được cũng không thể được giết hắn nghiễm thuận nhướng mày lộ ra vẻ không hài lòng nói việc này đã không phải ta có thể làm chủ nhưng ta nghĩ hơn phân nửa là không thể trên mặt của thủy tiên thần sắc ảm đạm xuống tới nàng cũng biết mình đây là hy vọng xa vời lý vân tiêu gây ra động tĩnh lớn như vậy trực tiếp lật tung tổ chim chặt đứt linh mạch đặt ở bất kỳ một cái tông môn đại phái nào đều là cục diện không chết không thôi hy vọng lý vân tiêu vận khí tốt thoát được mau mau trốn ly đông hải thủy tiên hai tay hợp ở trước người thấp giọng cầu khẩn đứng lên nghiễm thuận một trận không nói gì đồng thời trong mắt lóe lên vẻ lo lắng nội tâm đối với lý vân tiêu sinh ra vô cùng ghen tị và oán hận nếu là hắn thoát đi đông hải đó chính là trò cười lớn của cả hải tộc chúng ta đột nhiên một bên linh tâm thức tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra nói rằng. Trên mặt nàng bình tĩnh không gì sánh được, chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt, cùng với khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu. Cô cô, ta không muốn Lý Vân Tiêu chết à. Thủy Tiên thoáng cái nhịn không được khóc lên, một chút nhào vào trong lòng linh tâm. Trong mắt của linh tâm lóe lên một tia chiều mến, nói. Lý Vân Tiêu Thủy Trung là ngoại nhân, không nên đối với hắn động tình. Còn nữa, hắn phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, trên trời dưới đất, lại đã không người nào có thể cứu được hắn. Linh Tâm nói như là một chậu nước lạnh, trực tiếp đổ ở trên người Thủy Tiên, khiến nàng cả người hiểu lạnh, lạnh run. Linh Tâm nói: "Bất quá Lý Vân Tiêu thân mang thập giai thần hỏa, sợ là trong thiên hạ khó lại tìm được người thứ hai. Ta liền đáp ứng ngươi, cùng với Nghiễm Hiền can thiệp một phen, chỉ cần hắn lập công trục tội, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp lưu hắn một mạng hay không." "Đúng đúng trên người Lý Vân Tiêu có thần hỏa." Cô cô ngươi nhất định phải cứu hắn." Thủy Tiên thoáng cái thấy được hy vọng, lau nước mắt nhảy dựng lên. Nghiễm thuận trong lòng đại chấn, nếu là Lý Vân Tiêu một ngày không chết, hắn căn bản một ngày ăn ngủ không yên a. À. "Linh Tâm đại nhân, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Lý Vân Tiêu phạm phải tội này, mặc dù là Hải Hoàng đại nhân, cũng không phải có thể khoan dung tha cho hắn. Bằng không bộ mặt của Đông Hải ta ở đâu?" Thủy Tiên giận tím mặt, lạnh lùng nói: ngươi không phải mới vừa nói ngươi vô pháp làm chủ sao. Hiện tại lại nhảy ra khoa tay múa chân cái gì. Cút ngay. Nghiễm thuận gương mặt hắc tuyến, cúi đầu trầm giọng không nói. Linh tâm than thở. Ta cũng chỉ là tận lực du thuyết một chút mà thôi, được hay không được, còn dựa vào chủ ý của phụ vương ngươi. Mặc dù là hoàng huynh ta mở miệng, phụ vương ngươi nếu không phải đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Thủy Tiên nói. Đúng là như vậy phụ hoàng từ sớm liền để nghiễm hiền thả lý vân tiêu, là nghiễm hiền cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng lúc này mới chôn xuống mối họa hôm nay nhắc tới cũng có thành phần hắn gieo gió gặt bão ở bên trong linh tâm quát dẹp đường không được nói lung tung nàng hung hăng trợn mắt nhìn thủy tiên một cái trường hợp này còn nói lung tung mặc dù nàng là hải hoàng chi nữ sợ rằng cũng không chiếm được sắc mặt tốt gì lần này nếu là thật thành mặc dù lưu lại lý vân tiêu một mạng không chết ngươi cũng phải phát lời thề cuộc đời này sẽ không được gặp lại người này A, à, không được a cô cô ngươi làm sao có thể hư hỏng như vậy. Thủy Tiên khẩn trương đứng lên. Linh Tâm hai tròng mắt băng lãnh, kiên định nói: "Đây là điểm mấu chốt của ta, nếu không, mặc dù là nếm thử ta cũng lười đi. Trực tiếp để Nghiễm Hiền giết hắn, sau đó rút lấy thần hỏa trong cơ thể hắn là được." Thủy Tiên thoáng cái ngây dại ra, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khổ sở thập phần khó chịu, nhìn Linh Tâm quyết nhiên hình dạng, biết không sẽ có lui bước đường sống. Được ta đáp ứng ngươi, cô cô. Thủy Tiên cắn môi, trên mặt một mảnh tái nhợt. Lý Vân Tiêu thi triển phá không toa rời khỏi vương cung, sau đó trực tiếp lao ra biển rộng, ở dưới bầu trời xanh bay lượn. Diệp Phàm từ trong giới thần bi đi ra, đem nặc á chi thuyền phóng xuất, Lý Vân Tiêu liền ngồi ngay ngắn trên đó điều tức. Đông Hải đánh một trận hắn cũng cơ bản đã dầu hết đèn tắt, nhưng lúc này cũng tâm tình thật tốt, không chỉ có đem Đông Hải linh mạch rời đi. Hơn nữa vương cung bên trong không biết bao nhiêu năm cất kỹ bảo bối đều bị hắn cướp sạch không còn. Lúc này hắn thân ra thì là không sánh bằng này siêu cấp thế lực, chí ít cũng so với nhất phương Hào Kiệt bá chủ yếu có nhiều hơn. Diệp Phàm nhìn Lý Vân Tiêu lúc tu luyện đều vẻ mặt mỉm cười, nhịn không được vấn đạo. Vân Tiêu đại ca, ngươi đoạn linh mạch của người như vậy, thực sự tốt sao? Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, khẽ cười nói: "Nghiễm hiền tai hại ta chi tâm, ta nếu là có đủ thực lực, đó là giết hắn cũng không quá đáng, đoạn linh mạch của hắn lại tính là cái gì. Diệp Phàm gật đầu nói, như thế, chỉ là thứ nhất vậy, chọc phải đại địch, sợ là khó có thể chết ra rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói, ta loại người này, không cần sợ gây thù hằn, sợ chính là mình dẫm chân tại chỗ, không dám dũng cảm tiến tới. Chỉ cần thực lực của ngươi cũng đủ mạnh, đã không cần quản tất cả địch nhân. Lần này Đông Hải đoạt được tài nguyên, cũng đủ ta tu luyện tới võ đạo cực hạn đến lúc đó sẽ không cần sợ hãi nghiễm hiền diệp phàm nói vân tiêu đại ca giáo huấn đúng lắm ngươi lại an tâm tu luyện ba ta đã định vị đại lục tọa độ rồi nếu không có gì ngoài ý muốn chỉ cần hai ba tháng thời gian chính là trở lại đông vực lý vân tiêu bình yên nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện bên trong giới thần bi một khối lớn mạch khoáng phương viên vạn thước huyền phủ ở trên trời linh khí như xương như khói từ trong đó cuồn cuộn toát ra không ngừng có khoáng thạch băng sập xuống, trực tiếp trên bầu trời tự vỡ vụn thành linh khí, tiêu tán vô hình. Lý Vân Tiêu biến hóa ra, vẫy một cái đã đem viên cao hàn cũng lôi đến đây. Trên mặt viên cao hàn hiện ra tức giận, tựa hồ đang tu luyện trước mắt, lại vô duyên vô cớ bị cắt đứt. Hắc hắc, chớ có vẻ mặt tím đen như thế, có thứ tốt cho ngươi nhìn đây. Hùng, thứ tốt, sợ vừa rồi kéo ta làm lao động đi. Đừng nói như vậy hiệu quả và lợi ích. Ngươi lại nhìn xem phía dưới là vật gì. Viên Cao Hàn lúc này mới mắt lạnh hướng phía mạch khoáng nhìn lại, đưa mắt nhìn đứng lên, một lát sau mới chậm rãi nói rằng. Dĩ nhiên là một tòa linh mạch hơn nữa còn là phẩm chất cực cao, hình thành năm tháng chí ít ở trăm vạn năm trở lên, linh mạch siêu cấp lớn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh sợ, sau đó lộ ra bộ dáng cực độ thương tiếc, nổi giận nói. Bại gia tử bại gia tử a à, ngươi cái tên thiên lôi đánh xuống này, tuyệt thế linh mạch như vậy ngươi dĩ nhiên đào móc lên ngươi còn có người tính sao. Linh mạch bị đào móc, đã như cùng hoa chi bị trích, sau đó có thể thỏa mãn một trận tư dục, nhưng cuối chỉ có héo tàn một đường. Ha ha, không có gì đáng đau lòng, đây là linh mạch của nhà người khác, đào móc lên dùng một chút. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười ha ha. Viên cao hàn sửng sốt, cả kinh nói. Người khác, ngươi chặt đứt linh mạch chi nhãn của Đông Hải đại tộc. Đúng thế, Lý Vân Tiêu không e dè gật đầu nói. Viên cao hàn khiển trách. Ngươi cái tên chuyên gây chuyện này, Đông Hải đại tộc chủ ý ngươi cũng dám đi đánh, xem ra năm xưa lấy được giáo huấn vẫn còn chưa đủ à. Lý Vân Tiêu lờ đỉnh nói. Bọn họ muốn cô ta, đã phải làm cho tốt chuẩn bị bị ta cắn ngược lại. Viên cao hàn nhìn chăm chú vào linh mạch, càng xem càng cảm giác không đơn giản, cả kinh nói. Linh mạch này lộ ra cổ quái, hơn nữa độ dày còn ở trên ta phỏng đoán, Ngươi không biết là đạp tổ chim của người nào bê cấp hải tộc trang. Ha ha, Cao Hàn Huynh quả nhiên có nhãn lực. Lý Vân Tiêu khen. Viên Cao Hàn hút một cái lãnh khí, mắng. Bê cấp hải tộc thập phần rất thưa thớt, nhưng đều là cường đại dị thường, sợ là muốn truy sát ngươi ngàn dặm rồi. Không thể nói làm gì, lưỡng đời làm người, sớm đã bị truy sát quen rồi. Ngươi đắc tội là chủng tộc gì, có thể ta cũng nghe qua. Nghe qua, khẳng định nghe qua, Đông Hải Vương tộc, Nghiễm Hiền tổ chim. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói rằng, trên mặt còn mang theo tiêu ý. Viên Cao Hàn. chấm chấm chấm. Tĩnh, dị thường quỷ dị vắng vẻ. Viên Cao Hàn khai khẽ hít một cái khí, nhất thời cảm thấy bách hài hết sức thoải mái, chậm rãi nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta hình như không có nghe quá rõ, có lẽ nói ta nghe lầm. Không sai. Đông Hải Vương tộc, tổ chim của Đông Hải chi chủ Nghiễm Hiền. Đông Hải Vương cung. Ngươi là ý nói, phía dưới Đông Hải Vương cung linh mạch chi nhãn bị ngươi đào móc tới. Ân, chính là chỗ đó. Ha ha, ngươi người này a, à, một điểm đều không thành thật, đã thích nói giỡn. Ha ha, Cao Hàn huynh, ngươi xem ta giống như là người thích nói giỡn sao? Ân, đích xác không quá giống, nhưng ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ. Ngươi đào móc lên Đông Hải Vương cung linh mạch chi nhãn, ha ha, buồn cười quá đi mất. Viên Cao Hàn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, trong tròng mắt nhãn thần trong nháy mắt trở nên lợi hại không gì sánh được, lạnh giọng nói: "Ngươi vừa mới nói ngươi đào móc Đông Hải Vương cung linh mạch chi nhãn, đồng thời cũng không phải đang cùng với ta nói giỡn." Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên mỉm cười, lạnh nhạt hỏi lần nữa: "Cao Hàn huynh, ngươi xem ta giống như là người thích nói giỡn sao?" Chấm chấm chấm. Viên Cao Hàn rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm rốt cục xác định mình đã biết được một kiện sự tình gì hắn chỉ cảm thấy cái đầu thoáng cái trở nên thật lớn cả người đều triệt để bối rối trong não trống rỗng di cao hàn huynh ngươi làm sao vậy lý vân tiêu kinh ngạc nói bộ dáng của ngươi trở nên thật đáng sợ nha giống như là bị người bóp chặt cái cổ vô pháp hô hấp được thân thể ngươi không khỏe sao chết tiệt a à. viên cao hàn gào thét nguyên bản sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng giận dữ hết. Chết tiệt, chết tiệt a, à, ngươi biết ngươi gây ra bao nhiêu họa sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Có sao? Chỉ là lấy ít đồ của hắn mà thôi. Đông Hải ẩn giấu phong phú, khó có thể tưởng tượng. Nghiễm hiền thân là Đông Hải chi chủ, sẽ không thể không có lòng độ lượng như thế chứ. Viên Cao Hàn nghe Lý Vân Tiêu nói lời này, chỉ cảm thấy bị một tảng đá lớn đặt ở ngực, hắn cô nén trào máu sung động, từng chữ cắn răng cả giận nói. Lòng dạ độ lượng, Lý Vân Tiêu, ngươi lại giả ngu nữa cho ta ta thật sự muốn giết ngươi ha ha lý vân tiêu cười ha hả nói việc đã đến nước này đã không còn dư địa quay về chỉ có thể là binh đến tướng đỡ hay cho một câu binh đến tướng đỡ ngươi có biết hay không lỗ hành động mãng của ngươi không chỉ có mang đến cho mình tai nạn hơn nữa sẽ trực tiếp lan đến gần toàn bộ thiên vũ đại lục viên cao hàn gầm hét lên lý vân tiêu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn hư nhẹ nói sợ cái gì các ngươi trực tiếp trốn đi không phải được sao, cũng giống như năm đó vậy. Viên cao hàn thoáng cái á khẩu không trả lời được, cũng dần dần từ trong nổi giận tỉnh táo lại, khôi phục tâm tình, nhưng vẫn là vẻ mặt dầu dĩ và phẫn nộ. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Về trước đại lục rồi hãy nói. Tìm một địa phương an toàn tĩnh tâm tu luyện, đợi ta bước vào võ đạo cực hạn, lại đến tứ hải chơi đùa, nhìn xem nghiễm hiền hắn có thể làm khó dễ được ta. Viên cao hàn một trận không nói gì, lắc đầu liên tục. Lý Vân Tiêu nói, ngươi cũng có thể phát hiện khối linh mạch này tồn tại vấn đề, phát ra trong linh khí có mang một loại cực âm chi khí, đối với võ giả tổn hại cực lớn, phải dùng cực dương chi vật khắc chế. Ta mong muốn Cao Hàn Huynh có thể giúp ta dùng thần hỏa luyện hóa linh mạch này, trừ tận tai họa ngầm trong đó. Viên Cao Hàn trầm mặt, nói, ta chỉ biết ngươi tìm ta nhất định không có chuyện tốt. Lý Vân Tiêu cười to nói, ha ha, Ai bảo chúng ta đồng minh một cái vải nỉ kẻ, tuy hai mà một, ta cũng sẽ không cùng với Cao Hàn huynh khách khí. Viên Cao Hàn hừ nói, vẫn là tận lực khách khí một chút đi, ta là ta, ngươi là ngươi, chớ có lăn lộn cùng một chỗ. Ta hiện đang lo lắng chính là, ngươi có nắm chắc rời khỏi Đông Hải sao? Lấy thực lực của ngươi năm đó đều thiếu chút nữa ngủ. Lý Vân Tiêu cười nói, tu vi cũng không phải là thực lực tất cả. Hiện tại có nặc á chi thuyền tại đây, hơn nữa ta đối với Đông Hải vương tộc lý giải, chạy trốn thăng thiên tỷ lệ so với năm xưa muốn lớn hơn rất nhiều. Viên Cao Hàn nói, hy vọng là như vậy. Trong thiên hạ, cũng chỉ có người Lý Vân Tiêu dám làm chuyện như vậy, tinh tế nghĩ đến, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là kể từ đó, ta sợ chiến sự vốn đã từ từ dẹp loạn lưỡng tộc, lại nổi lên tranh chấp, trống rỗng thăng cấp. Không phải phúc của lưỡng tộc A. Hắn vốn là thánh vực cục trưởng, lo lắng vấn đề độ lớn của góc không giống Lý Vân Tiêu tùy tâm sử dụng thiên mã hành không như vậy, chuyện phải băn khoăn nhiều lắm. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, hải tộc khó tránh khỏi quá mức lớn lối, nếu thật chiến sự thăng cấp, ta kiến nghị thánh vực có phải suy nghĩ thật kỹ hay không, cho bọn hắn một điểm giáo huấn cả đời khó quên. Viên cao hàn cả kinh, vội hỏi, trăm triệu không nên, nhưng nếu là thánh vực nhúng tay vào, như vậy hải chi xâm lâm cũng tất nhiên sẽ tham dự vào việc này, đến lúc đó đã diễn biến thành thiên hạ đại chiến. Lý Vân Tiêu hừ nói, Đại chiến thì cứ đại chiến đi, bọn họ còn không sợ, chúng ta sợ gì. Cùng đi đem hải chi xâm lâm lật tung, lại đem tam hải vương cung khác cũng lật tung lên, lại nhìn xem bọn hắn còn làm sao kiêu ngạo. Không thể nói lý hoàn toàn không thể nói lý. Viên cao hàn phẫn nộ chừng mắt nhìn hắn một cái, biết bàn lại xuống phía dưới, càng sẽ bị tức chết, quyết đoán ngậm miệng không nói chuyện, bắt đầu tỉ mỉ quan sát khối linh mạch này đứng lên. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, bộ dáng cùng vọng không kềm chế được, cũng lộ ra một vẻ lo âu. Hắn làm sao không sợ lưỡng tộc chiến sự thăng cấp, đối với hắn mà nói, thiên hạ to lớn, nghiễm hiền muốn giết hắn khó như lên trời. Nhưng nếu là liên lụy đến cả nhân tộc, hắn mặc dù ở làm sao phóng đãng không kềm chế được, cũng lòng có khó an. Do đó hiện tại khẩn yếu nhất đó là tăng tu vi, chỉ cần khôi phục lại võ đạo cảnh giới kiếp trước, lại thêm đời này con bài chưa lật, thực lực đủ để chống lại toàn bộ Đông Hải Long tộc. Hắn lắc mình một cái, liền xuất hiện ở một chỗ khác năm tên long vệ trong nháy mắt kinh ngạc đứng lên từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại cảnh giác nhìn chăm chú hắn giữa song phương bầu không khí phi thường sơ xác tiêu điều không khí đều ngưng ra băng kết lý vân tiêu cười nói chư vị không cần khẩn trương lên thuyền của ta sau này khẳng định đều là người của ta chúng ta có thể thử cải biến một chút bầu không khí người của ngươi nằm mơ ngươi tới khi nào thả cho chúng ta rời khỏi nhiễm yên lớn tiếng quát rời khỏi Lý Vân Tiêu vẻ mặt mờ mịt. Ta có nói qua sẽ thả cho các ngươi rời khỏi sao? Năm người đều là sắc mặt đại biến, kinh sợ không ngớt, một người cả giận nói: Lẽ nào ngươi muốn nhốt chúng ta cả đời? Lý Vân Tiêu cười nói: Nơi đây chính là siêu phẩm huyền khí nội bộ, tự thành một giới, chỉ cần các ngươi hài lòng, có thể ở cả đời. Một người cả giận nói: Chúng ta không vui. Lý Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Không vui, cũng phải ở cả đời? ngươi người kia giận dữ trên người long khí bạo khởi muốn lăng không sát nhân bị nghiễm yên ngăn lại sắc mặt của nghiễm yên cũng hết sức khó coi nói ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta rời khỏi muốn nhốt chúng ta cả đời không bằng giết chúng ta còn muốn chúng ta thay ngươi bán mạng là không thể nào lý vân tiêu nói hám long trùy đã mất các ngươi không muốn tìm trở về nghiễm yên sửng sốt nói hám long trùy còn không phải bị ngươi lấy được sao Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Ta cũng là bị người xui khiến, bây giờ không có ở trong tay ta." Nghiễm Yên trầm mặc một chút, nói: "Ta hiểu được, ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi đối phó người nắm giữ Hám Long Trùy." Lý Vân Tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc, cười nói: "Nghiễm Yên cô nương thực sự là thiên tư thông tuệ." Nhiễm Yên nói: "Nếu là lấy lực lượng của ngươi cũng không thể chiến thắng người kia mà nói, chúng ta năm người thì có ích lợi gì? Không bằng để chúng ta rời đi." chỉ cần báo cho long thủ đại nhân biết hám long Trùy hạ lạc, long thủ đại nhân tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Lý Vân Tiêu trong mắt sáng ngời, tựa hồ chiếm được gợi ý, nếu là có thể dẫn tới long thủ đối phó Nghiễm Hiền nói, để Đông Hải Long tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn đã có nắm chắc hơn rời khỏi cái hải vực này. Ngươi sẽ có biện pháp đưa tin cho long thủ. Nghiễm Yên lắc đầu, nói: "Không được, vũ địa to lớn cùng với ngoại giới là cô lập, nhưng trên người chúng ta có vũ địa ấn ký trời xanh." có thể tùy thời trở lại nàng dừng lại lại nói nhưng trong kiện siêu phẩm huyền khí này lại làm cho chúng ta không thể nhận biết vũ địa tồn tại lý vân tiêu nói hiểu đã như vậy tha các ngươi một người rời đi là được về phần hám long trùy hạ lạc ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết ngay ở trong tay đông hải tri vương nghiễm hiền đồng thời xui khiến ta tiến nhập vũ địa cũng chính là hắn cái gì không có khả năng năm tên long vệ đều là sắc mặt đại biến, một bộ dáng không tin tưởng. nhiễm yên cả kinh nói, ngươi muốn gây xích mích quan hệ giữa chúng ta cùng với đông hải long tộc. lý vân tiêu đạm nhiên cười nói, muốn kiểm chứng rất đơn giản, chút chuyện này căn bản không làm khó được long vệ bộ tộc các ngươi. ta có thể tha các ngươi một người rời đi, người nào đi? năm người dần dần từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, việc này quan hệ trọng đại, thật giả cũng không cho phép bọn họ phán đoán hiện tại là quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi đây đem tin tức truyền quay lại chính như lý vân tiêu nói có long thủ đại nhân ở đó muốn phán đoán việc này cực kỳ giản đơn mặt khác bốn gã long vệ nhất trí yêu cầu nghiễm yên rời đi nhưng nghiễm yên kiên quyết không đồng ý ở sau khi thương nghị mới quyết định phái một gã long vệ trẻ tuổi rời khỏi lý vân tiêu cười liền đem người nọ trực tiếp ném ra bên ngoài dưới thần bi tên long vệ kia trực tiếp bị cao tốc xuyên toa nặc á chi thuyền văng ra ngoài thoáng cái ở trên biển rộng đẩy lui mấy ngàn thước mới dừng lại thân thể. Trên mặt hắn một mảnh phẫn nộ, tay phải vừa lộn, nhất thời hiện ra một mảnh long lân lóe ra tia sáng, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Nghiễm yên tỷ tỷ, ngươi chờ đó, ta lập tức trở về đến thông bẩm long thủ đại nhân, lập tức sẽ đến cứu mọi người. Khối long lân kia đúng là hắn và nghiễm yên len lén trao đổi vật, đi qua khối long lân này, ở trên nặc á chi thuyền rời đi phương hướng, như ẩn như hiện có thể cảm giác được huyết mạch liên hệ nhàn nhạt. nhạt trong mắt hắn nổ bắn ra ra hàn mang, bắt đầu thi triển bí pháp, cả người ở trên mặt biển nhàn nhạt hư hóa đứng lên, cuối cùng biến mất. Lý Vân Tiêu ở trên nặc á chi thuyền bản thể, chậm rãi mở mắt ra, trong con người lóe ra tinh quang, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Trong lúc bất chợt, hai người đều là đồng thời chấn động, mạnh mẽ trợn to con ngươi, liếc nhìn nhau, đều thấy được giữa đôi bên hiện vẻ khiếp sợ. Diệp Phàm cả kinh nói: "Vân Tiêu đại ca, ngươi đây cũng cảm thấy" lý vân tiêu thần sắc ngưng trọng hướng về một cái phương hướng nhìn lại lộ ra thần sắc khó có thể tin lẩm bẩm nói không vận khí tốt như vậy sao diệp phàm nói loại cảm giác này cùng với ban đầu ở trên hãm không đảo hầu như giống nhau như đúc nhất định là pháp hoa đài sen như thị ngã văn lý vân tiêu giật mình nói giữa siêu phẩm huyền khí trong lúc đó đôi bên sẽ có liên hệ sao diệp phàm cũng là lắc đầu nói không biết trong tổ tiên ghi chú cũng chưa từng có ghi chép dù sao ở vô số trong năm tháng, cực nhỏ có hai kiện siêu phẩm huyền khí xuất hiện tình huống. Thế nhưng hiện tại loại cảm ứng này, đích xác rất cường liệt. Trên trán của Lý Vân Tiêu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "Ngươi có nghĩ loại cảm ứng này tựa hồ càng ngày càng mạnh hay không?" Diệp Phàm cũng là cả người chấn động, nói: "Đúng vậy, ta nghĩ cảm giác của ta xảy ra vấn đề, ngươi cũng cảm thấy, đây là cái tình huống gì?" Hai người đều là sắc mặt có chút trắng bệch tựa hồ cũng nghĩ tới một loại khả năng. Mẹ nó quả nhiên là. Lý Vân Tiêu kinh quát dẹp đường. Như thị ngã văn cách chúng ta càng ngày càng gần chạy mau. Diệp Phàm cũng là thân thể chấn động, hai tay phi khoái bấm tay niệm thần chú, nặc á chi thuyền càng kim mang đại thịnh, trực tiếp ở trong không gian nhún nhảy, hướng phía đại lục phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, cái loại này huyền khí trong lúc đó cộng minh cảm mới dần dần suy yếu xuống tới, trở nên như có như không nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cú cảm giác được, giống như là cởi không xong đuôi giống nhau, theo đuôi mà đến. Diệp Phàm đã cả người chảy ra mồ hôi hột, thể năng hầu như tiêu hao không còn. Nặc Á chi thuyền mặc dù mau chóng, xa ở trên cửu giai chiến hạm, nhưng toàn bằng vào lực một người của hắn xu thế, cùng với Lý Vân Tiêu thi triển dưới thần bi độc nhất vô nhị, có thể kiên trì nửa ngày cấp tốc chạy vội, đã ở trên Lý Vân Tiêu dự tính. Dừng lại, phía trước có cổ quái. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng, trong tay của diệp phàm quyết ấn biến đổi chậm rãi để xuống mở hai mắt ra sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt không ngừng thở phì phò đã là cực độ chống đỡ hết nổi nhưng hắn loại khuynh lực chạy như bay này cũng là một loại tu luyện cực mạnh lý vân tiêu tiện tay ném một ít đan dược ném tới đều là từ đông hải vương cung có được thiên tài địa bảo ở bên trong giới thần bi trực tiếp luyện chế thành đan hiệu quả tăng lên gấp bội diệp phàm sau khi nhận lấy nhanh chóng nuốt vào thở gấp nói đạo khí tức kia vẫn còn ở phía sau, ta trên đường biến đổi vài lần phương vị, đều cắn chặt không tha, tựa hồ cố ý đang truy đuổi chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, nếu là giữa đôi bên có cảm ứng, nghĩ đến hắn cũng là phát hiện chúng ta mới đuổi theo. Lẽ nào nghiễm hiền làm việc hiệu suất chậm chạp như vậy, còn không có đem hắn thu thập? Không nên à. Có bạc vũ kình dẫn đường, hơn nữa nghiễm hiền và đông hải chứa nhiều cường giả, hoàn có thể áp chế long lực hám long trùy nơi tay, chặn đánh giết nghiễm nguyên chắc là dễ như trở bàn tay diệp phàm nuốt mấy viên đan dược sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng dược lực mạnh mẽ xa xa ngoài dự liệu của hắn ta khôi phục một chút tiếp tục chạy đi bị đuổi theo sẽ xong đời lý vân tiêu nói thong thả phía trước hải vực có chuyện ngươi nghỉ ngơi nhiều chỉ chốc lát đã chậm đợi chiến diệp phàm lấy làm kinh hãi hướng phía một phương hải vực nhìn lại một mảnh bầu trời xanh vạn dặm bộ dáng thập phần bình thường vấn đề hắn lộ ra vẻ hoài nghi Lý Vân Tiêu giải thích. Chắc là mệnh lệnh đuổi bắt ta đã truyền khắp toàn bộ Đông Hải, phía trước đây là thủ đoạn bắt người thường dùng của Đông Hải. Ở trên một ít hải vực tất phải đi qua bảy không gian bảy dập, không nghĩ qua là sẽ phải nói đi vào. Diệp Phàm thất kinh không ngớt, phía trước hải vực hắn hoàn toàn cảm giác không ra bất kỳ khác thường gì, nếu là hắn lời của mình, sợ đã trúng mai phục. Lý Vân Tiêu có chút ngượng ngùng cười nói. Năm đó ta cũng trúng qua không ít chiêu, sau này mới sinh ra một đầu óc thủ đoạn của bọn họ ta cơ bản trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần không bị nhiễm hiền đuổi theo, an toàn quay về đến đại lục không thành vấn đề. Hơn nữa có thể thiết trí hạ loại này không gian bảy dập địa phương, nhất định sẽ có cường tộc chấn thủ. Diệp Phàm nói, nhưng chúng ta dừng ở nơi này, phía nghiễm nguyên. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu là Nhiễm nguyên thực sự tới, chúng ta liền đưa hắn dẫn vào không gian này bảy dập. Giá trong bẫy dập thị bốn phương thông suốt thông đạo, có thể đem hải tộc cường giả trong phạm vi phương viên nhất định đều tiện lợi truyền tống đến đây. Chỉ cần nghiễm nguyên đi vào, không chết cũng muốn lột ra. Hắn năm đó cửu tinh đỉnh phong thực lực, đó là vài lần rơi vào loại bảy dập phạm vi lớn, liều mạng tài chém giết đi ra. Bây giờ thực lực của nghiễm nguyên so với hắn năm đó kém khá xa, có thể đi ra hay không đều là nghi vấn. Tại đây phương hải vực sâu đậm chỗ, một tòa sâu u đại điện, trên điện rất hai chữ cấp ra trong điện một đám cường giả đang khẩn trương nhìn chằm chằm một bức màn nước quan khán. Bên trong màn nước chính là nặc á chi thuyền cái bóng, còn có Diệp Phàm và Lý Vân Tiêu thân ảnh của ở phía trên hữu thuyết hữu tiếu, chỉ là nghe không thấy thanh âm. Mặc dù có hơn 10 cường giả tận tụ bên trong, bầu không khí cũng dị thường áp lực, ngoại trừ thỉnh thoảng có cái phao kêu cầu nhau ngoại, không người hé răng. Hai người này phải là Lý Vân Tiêu Liễu, nghĩ không ra thực sự chạy tới chúng ta đất quản hạt, không biết là phúc hay họa a. À. Lão đại, đương nhiên là phúc rồi. toàn bộ Đông Hải đều đang tìm hắn, lại đến lĩnh vực của chúng ta. đây là Thượng Thiên đưa tới miếng bánh ngọt a. À. Sa thủ dưới một đám trong tộc cường giả đều là mắt bốc lục quang, tản mát ra bất thiện khí tức lai miếng bánh ngọt chỉ sợ làm rơi dụng hết răng của các ngươi nha. Sa thủ lạnh lùng nói, đường đường Đông Hải vương tộc hội liên một hãm bính cũng ăn không trôi sao? Ta bây giờ hoài nghi hắn đã khám phá chúng ta bày ra Di sơn đảo hải không có khả năng di sơn đảo hải chính là liên hoàn đại trận kéo dài qua toàn bộ hải vực, tối đa có thể có 18 một chủ trận, ngoại nhận vô số tiểu trận, rút dây động rừng, chính là đông hải uy lực lớn nhất, phạm vi rộng nhất tuyệt thế đại trận, hơn nữa không hề dấu hiệu khả tuần, căn bản không khả năng bị khám phá. Tất cả mọi người đều không tin, nhất trí cho rằng chiến hạm màu vàng kia chỉ là ngẫu nhiên dừng lại. Một người nói, trận này vốn là hải tộc các đời trước lưu lại phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lấn sử dụng, chỉ ở hơn 10 năm trước thi triển qua một lần, đồng thời đưa đến kỳ hiệu, ngay cả nhân tộc đỉnh phong Vũ Đế cổ phi dương cũng không thể nhìn thấu huyền bí trong đó, thiếu chút nữa ngã xuống bên trong. Lý Vân Tiêu này căn bản không thể nào phát giác. Sa thủ nói, chỉ hy vọng như thế, chúng ta lại nhìn thêm một trận. Nếu là hắn còn không vào trận nói, tất nhiên là có kỳ quái, phải nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn vào trong trận. Người còn lại nói, không bằng chúng ta trực tiếp xuất thủ, vẫn là có thể đem hai người này bắt đó chính là một kiện thiên đại công lao. Mặc dù không thể cũng có thể trực tiếp đưa bọn họ ép vào trong trận. Đến lúc đó toàn bộ đại trận dẫn động, không chỉ có trong trận bố trí kinh thiên, hơn nữa còn lại khổ trong trận hải vực cường giả cũng có thể trực tiếp nhảy qua trận mà đến, coi như là đỉnh phong vũ đế cũng phải hôi phi yên diệt. Sa thủ do dự một hồi, nói: "Kế này được không?" Tuy rằng hai người này nhìn như tuổi còn trẻ, thực lực tựa hồ hữu hạn, nhưng nghìn vạn lần không thể khinh địch nếu là phát hiện chỗ không đúng, phải trước tiên thoát đi. Trong mắt hắn tựa hồ hiện lên thần tình nghĩ mà sợ, suy nghĩ ở trong hồi ức. Năm xưa vây khốn cổ phi dương trận chiến ấy, thiên lý kiếm quang, quả thực chính là cối say thịt, vô luận đầu nhập bao nhiêu cường giả đi vào, đều hóa thành bụi bay. Ha ha, sa thủ đại nhân loại bỏ. Hai gã nhân tộc này tên tuổi chưa biết, hơn nữa ở tầm tuổi này, có mạnh mẽ đi nữa thì có thể mạnh tới mức nào. Phòng trưng cũng chỉ có bản lãnh chạy trốn là được, chiến hạm nhìn qua đích xác bất phàm. Một vu cấp gia tộc cường giả đều là dục dịch, cho rằng là trời ban đại thời cơ tốt. Chỉ cần có thể bắt Lý Vân Tiêu, đó là một cái công lớn, có thể yêu cầu mở rộng hải vực, đạt được lớn hơn tài nguyên. Sa thủ cũng tựa hồ có chút tâm động, trên mặt hiện lên vẻ tím tái. Được nếu quyết định, vậy lên đi. Chúng nhân vui mừng, đều hóa thành từng đạo lục sắc quang mang, lao ra khỏi đại điện, hướng phía trên mặt biển vò tới chính đang nhắm mắt dưỡng thần lý vân tiêu đột nhiên mở mắt ra nhìn phía biển rộng khẽ di một tiếng diệp phàm cũng tựa hồ có phát giác đang muốn hỏi đột nhiên ngoài khơi bang bang phanh nổ lên từng đạo quang mang phóng lên cao trong sát na đã mười mấy tên cường giả đem hai người bọn họ bao vây quanh trước hơn mười người lộ vẻ vũ đế tồn tại sa thủ cũng là bát tinh vũ đế cao thủ sa thủ trước tiên lớn tiếng quát dẹp đường ngươi đó là lý vân tiêu Lý Vân Tiêu Nguyệt Đồng nhìn quét tứ phương một cái, xác định không có cao thủ nào nữa, mặc kệ xa thủ quát hỏi, trực tiếp mi tâm một điểm, đem ác linh phóng ra, nói. Toàn bộ quét tước sạch sẽ rồi. Ha ha tất cả đều là tiểu lâu la, đánh tiểu lâu la, ta thích. Ác linh nhãn tình sáng lên, hưng phấn xuất ra búa lai. Hắn sau khi chiếm được tấm thân thể này, dị thường thích thú, bây giờ còn đang không ngừng trong quá trình dung hợp, phải đi qua lịch lãm để đạt tới triệt để dung hợp. Cửu Tinh Vũ Đế Long khí tức chợt phóng ra ngoài, trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ trấn áp. Sa thủ sắc mặt đại biến, sợ hãi nói: "Không tốt thị Cửu Tinh Vũ Đế Long tộc." Long tức vừa ra, tất cả mọi người sợ đến hồn phi phách tán, trận thế đằng đằng sát khí trong nháy mắt tan rã, ai nấy đều mắt choáng váng. Ha ha đều sợ rồi sao? Ác linh cuồng tiếu, trong mắt lóe ra sát khí nồng nặc, đi nhanh đi ra phía trước, búa đã lăng không chặt bỏ các loại tiếng kêu thảm thiết mọi nơi vang lên lý vân tiêu và diệp phàm vẫn như cũ tĩnh nhược xử tử tĩnh tâm đả tọa sa thủ giờ mới hiểu được đến đây hãm bính này thuần túy chính là môn ném đĩa rào băng rơi người nhà hắn gào thét lớn tuôn ra một hung sát khí mạnh phá tan ác linh long uy trấn áp điên cuồng hét lên chứ tự xông vào trận pháp trong vòng lúc này mới quay lại đầu lai hàn khí bức người có bản lĩnh cứ tới đây giết ta à ân mới vừa rồi còn sợ muốn chết Hiện tại sẽ không sợ rồi chứ, có cổ quái. Ác linh vòng vo hạ trong mắt, nhất phó dáng vẻ trầm tư. Lý Vân Tiêu không cảm thấy mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, giá ác linh lại vẫn rất có đầu óc. Sa thủ thấy hắn không trúng chiêu, tiếp tục tàn sát tộc nhân của mình, trong lòng một trận khẩn trương, vội hỏi. Tên nhất gan này, Người thân là long tộc, chút dũng khí ấy cũng không có, uất ức. Uất ức thì uất ức đi. Trong miệng ác linh lẩm bẩm một búa bổ thẳng đến, lại là một gã cường giả sa tộc cấp bậc vũ đế bị chém thành hai khúc. Sa thủ cả người rét run, hầu như yếu khóc lên, nổi giận mắng. Ngươi còn chưa phải thị long tộc A, có hay không long tộc tôn nghiêm A, mẹ nó có can đảm cứ tới đây. Chớ để cho liễu, không có can đảm tổng được chưa. Ác linh trong tay búa huy vũ hoắc hoắc vang lên, trong vòng mấy cái hít thở đã đem cấp xa bộ tộc cường giả chém giết hơn phần nửa. Sa thủ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, trong đầu hoàn toàn là chỗ trống, ác linh thời khắc này lời nói và việc làm, cùng với lòng trí nhất tộc trong trí nhớ của hắn khác hẳn bất đồng. Nhìn tộc nhân đám ngã xuống, hắn hầu như yếu khóc lên. Ác linh dơ lên búa, đang muốn tái chém đi xuống thời gian, đột nhiên con người đột nhiên lui, búa lớn ngừng lại. Lý Vân Tiêu cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra lấy làm kinh ngạc, kinh quát dẹp đường. Không tốt. Tên kia búa lớn hạ cấp xa tộc nam tử chính sợ vỡ mật, đột nhiên thấy sắc khí đình chỉ mạnh một cái giật mình, tự chui khai hơn trăm mễ, kiểm quay về một mạng. Người nọ sống sót sau tai nạn, nhịn không được cười ha hả. Ha. ha ha, hắc. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể liền bị một cổ cự lực xé rách, như là có cự thạch ở cắt kim loại thân thể. Trong đầu một trận đau nhức hậu, chỉ cảm thấy thân thể hóa thành thịt nát, sau đó tự triệt để mất đi chi giác. Diệp Phàm nhìn phía xa một màn, cả kinh nói. Nhiễm nguyên thế nào nhanh như vậy? Ác Linh và Sa Thủ cũng là nhìn đến ngây người, chỉ thấy hơn trăm thước xa xa, một con thanh long to lớn hoành trên không trung, long thủ to lớn đem lúc trước tên kia cấp sa tộc nam tử ăn hết, còn đang trong miệng chớ tước vài cái. Sau đó thanh long lăng không xuống, trực tiếp ở biển rộng thượng hóa xuất thân ảnh, một gã sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí vũ bất phàm thanh y nam tử nổi lên. Chính là Nghiễm Nguyên đã phân biệt một đoạn thời gian. Lúc này khí tức trên người hắn cực kỳ cường đại, thiên đình no đủ vừa nhìn chính là thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt âm lạnh của Nghiễm Nguyên nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lên tiếng đến, cười gần nói. Lý Vân Tiêu, nhân sinh hà sử bất tương phùng A. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường khó xem, mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười. Thực sự là một nhân sinh hỏng bét. Nghiễm Nguyên lạnh lùng nói. Là rất hỏng bét, bất quá qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, để ta gặp phải nhị vị, đây là muốn bắt đầu may mắn rồi sao? Lý Vân Tiêu không trả lời câu hỏi của hắn, nói: "Ngươi đã đem Như Thị Ngã Văn triệt để luyện hóa?" Hai tay của Nghiễm Nguyên ôm ở trước người, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói: "Coi như là không có luyện hóa, bắt hai người các ngươi cũng dễ như trở bàn tay."